Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Hãy nêu những nét chính trong sự nghiệp văn học của nhà văn Nam Cao. Bài tham khảo: Nam Cao 1917-1951, xuất thân trong một gia đình tiểu tư sản nghèo ở làng Đại Hoàng, Phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, một làng dùng đồng chim trũng nghèo đói quanh năm vì quá ít ruộng đất, nông dân phải cầu thực tha phương, nạn cường hào lại rất nặng nề. Sự nghiệp văn học của nhà văn được coi là thật sự bắt đầu từ năm 1941 với truyện ngắn xuất sắc có một tầm dốc kiệt tác, Chí Phèo. Từ đó đến lúc hy sinh là 10 năm đời văn của Nam Cao, bao gồm hai thời kỳ trước và sau cách mạng tháng 8. Ở thời kỳ nào, nhà văn cũng đều có những cống hiến xuất sắc. Trong nền văn học đương thời, Nam Cao chiếm vị trí hàng đầu. Trước cách mạng tháng 8, ông là một nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc, với nhiều tác phẩm viết về người nông dân và người tiểu tư sản trí thức nghèo. Ở loại đề tài thứ nhất, Nam Cao tỏ ra cảm thông sâu sắc số phận khốn cùng của người nông dân trong xã hội nông thôn lúc đó, phải chịu dằn dai trong tăm tối bần cùng. Họ hoặc bị ức hiếp bất công, hoặc bị hất hủi, bị xúc phạm về nhân phẩm. Một bữa no, Lan Rận, Đòn Chồng, Tư Cách Mỏ, Chí Phèo. Ngòi bút sắc sảo của nhà văn xoáy sâu vào tình trạng bất công sừng sững ở nông thôn. Những người nông dân lương thiện càng hiền làm nhẫn nhục, càng bị đạp dúi xuống, không cách gì cất đầu lên được. Qua vẻ ngoài xấu xí thô lỗ của những người nông dân bị miệt thị hắt hủi, Nam Cao đã tố cáo mạnh mẽ xã hội chà đạp nhân phẩm con người. Nhà văn đã bênh vực họ ngay trong khi họ bị nhục mạ một cách tàn nhẫn phũ phàng. Tuy đã miêu tả người nông dân, nhưng nhà văn vẫn trân trọng, yêu thương đối với họ. Đứng vững trên lập trường nhân đạo, Nam Cao trong nhiều sáng tác đã đi sâu phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của người nông dân. Nhà văn ca ngợi những hy sinh thầm lặng và cao quý của họ. Lão Hạt, Dì Hảo, Một Đám Cưới, Từ Ngày Mẹ Chết, Nửa Đêm. Ở loại đề tài thứ hai, Nam Cao đã phản ánh sinh động chân thực tình cảnh khốn khó, tuổi buồn của người trí thức tiểu tư sản nghèo trong một xã hội ngột ngạt bế tắc. Nhà văn đã đi sâu vào những bi kịch tinh thần của họ. Đó chính là bi kịch của con người có ý thức về sự sống, khao khát vươn lên một cuộc sống có ý nghĩa, muốn hoàn thiện nhân cách và sống bằng tình yêu thương, nhưng bị đời sống thực tế, cơm áo gạo tiền, làm cho họ phải sống mòn và bị xói mòn về nhân cách. Qua đây, nhà văn lên án mạnh mẽ cái xã hội ngột ngạt bế tắc, đã bóp nghẹt quyền sống và hủy hoại tâm hồn con người, sống mòn đời thừa. Sau cách mạng tháng 8, Nam Cao là cây bút văn xuôi nổi tiếng ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Lúc này, nền văn nghệ cả dân tộc đang chuyển mình sang thời đại mới, chưa kịp rộ nở những thành tựu lớn rạng rỡ. Tuy đã sớm hy sinh, nhưng với một số sáng tác đặc sắc của ông như Nhật Ký Ở Rừng, Bút Ký Chuyện Biên Giới và đặc biệt là truyện ngắn Đôi Mắt đã thuộc vào những tác phẩm hàng đầu của nền văn xuôi mới. Đôi Mắt lâu nay thường được xem là tuyên ngôn nghệ thuật của lớp nhà văn tiền chiến đi theo cách mạng. Được đánh giá là nhà văn hiện thực xuất sắc, nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam thế kỷ 20, Nam Cao đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền văn học dân tộc, nhất là góp phần hiện đại hóa văn xuôi Việt Nam bằng những sáng tác đạt đến một trình độ nghệ thuật cao và với một ngòi bút thấm đẫm tinh thần nhân đạo sâu sắc. Đề 16. Qua nhân vật Điền trong truyện ngắn Trăng Sáng,
Nam Cao có phát biểu: nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng kêu đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than. Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên. Tìm hiểu đề bài, một thể loại, nghị luận hỗn hợp, giải thích và bình luận. Hai nội dung, quan niệm của nhà văn Nam Cao về nghệ thuật là nghệ thuật phải chân thực. Ba tư liệu, truyện ngắn, trăng sáng và hiểu biết về văn học nghệ thuật. Dàn ý sơ lược. Một mở bài, giới thiệu Nam Cao, nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam và phát biểu của ông trong truyện ngắn Trăng Sáng. Hai thân bài. A. Tìm hiểu quan niệm nghệ thuật của Nam Cao. Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nam Cao phê phán tính chất thoát ly phi hiện thực, chạy theo cái đẹp bề ngoài, quay lưng với đời sống của các xu hướng văn học lãng mạn lúc bấy giờ. Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng kêu đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than. Nghệ thuật phải chân thực, phải nói lên nỗi khốn khổ của hàng triệu người dân lao động lầm than, vì họ mà lên tiếng. B. Bình luận quan niệm nghệ thuật trên của Nam Cao. Lời tâm nguyện từ bỏ con đường nghệ thuật thoát ly, trở về gắn bó không rời với nhân dân lầm than. Một quan niệm tiến bộ và mang ý nghĩa chiến đấu tích cực. Một quan niệm đầy tính thuyết phục. Trong cuộc đời cầm bút của mình, Nam Cao đã trung thành với tuyên ngôn nghệ thuật đó. Ba kết bài. Quan niệm về nghệ thuật trên của Nam Cao rất đúng đắn. Quan niệm này sau đó đến đời Thừa 1943, nhà văn đã mở rộng và bổ sung thêm. Bài tham khảo. Nhắc đến dòng văn học hiện thực phê phán 1930-1945 ở nước ta, ai cũng nghĩ ngay đến Nam Cao, một tác giả đặc sắc và tiêu biểu nhất. Ông không chỉ để lại cho đời sau nhiều tác phẩm có giá trị nổi bật với nhiều phát hiện nghệ thuật mới mẻ và độc đáo, mà còn để lại những suy nghĩ đúng đắn và sâu sắc về văn học và nghề cầm bút của mình. Là nhà văn luôn có ý thức về trách nhiệm đối với cuộc sống, với xã hội và với mọi người, tác phẩm nào của ông cũng biết gắn bó mật thiết và sâu xa với hiện thực. Trong truyện ngắn Trăng Sáng đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy số 439 ngày 14 tháng 11 năm 1942, qua nhân vật Điền, Nam Cao đã viết: nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng kêu đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than. Do vậy, việc hiểu rõ lời tuyên ngôn nghệ thuật này chắc chắn sẽ giúp chúng ta nắm bắt tường tận hơn về các sáng tác của ông, cũng như của những nhà văn hiện thực phê phán đương thời có cùng một quan điểm nghệ thuật với ông. Như chúng ta đã biết, Trăng Sáng là câu chuyện xoay quanh tâm trạng của Điền, một trí thức nghèo đang thất nghiệp, ngồi ngắm trăng. Nhà văn mượn ánh trăng để nói lên sự chuyển biến trong tâm trạng của nhân vật này. Trước ánh trăng xanh huyền ảo, Điền tự nhủ mình sẽ viết những tác phẩm, lời phải đẹp, ý phải thanh cao, khơi nguồn cho những tình cảm đầy mơ mộng. Để làm được việc này, hẳn là anh phải đi để thoát khỏi cái gia đình nghèo khổ áo cơm luôn ghì nặng mình xuống này. Thế nhưng, con người có lương tâm không thể bỏ mặc người thân để sống mơ mộng riêng mình. Tiếng con đau bụng khóc, rồi tiếng vợ quát nạt con. Những âm thanh dung tục đó đã kéo anh về thực tế, khiến Điền bừng tỉnh. Người nghệ sĩ không thể chạy theo cái đẹp bề ngoài, mà phải đi sâu vào cuộc sống đời thường của bao con người nghèo khổ, trong đó có cả những người thân của mình. Lời tuyên ngôn nghệ thuật trên đã phát sinh từ tâm cảnh đó của Điền. Trước mắt Điền khi ấy, ánh trăng là ánh trăng lừa dối, bởi vì
Ánh trăng tuy rất đẹp, rất thú vị, rất lung linh huyền ảo, nhưng dưới những căn nhà nát, có biết bao người đang sống quằn quại trong đau khổ. Ánh trăng làm đẹp những cái thực ra chỉ tầm thường xấu xa. Vì vậy, cái đẹp, cái huyền ảo của ánh trăng chứa đựng sự giả dối. Ở đây, nhà văn đã sử dụng hình ảnh ánh trăng lừa dối, theo lối ẩn dụ, để chỉ thứ văn chương đềm đẹp, bóng bẩy bề ngoài, nhưng thực chất chỉ là trò lừa mị khiến ta nhận thức sai lệch về cuộc sống. Nói rằng, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Chính Nam Cao đã bày tỏ thái độ dứt khoát, từ chối khuynh hướng nghệ thuật lãng mạn thoát ly, nghệ thuật dị nghệ thuật. Thứ văn chương nghệ thuật này chối bỏ thực tại, chỉ biết chạy theo cái đẹp bề ngoài, thì dị hóa cái khổ. Hai cụm từ gần nghĩa, không cần phải là, không nên là, đặt gần nhau trong mệnh đề này, tạo nên sự trùng điệp, nhằm nhấn mạnh thêm thái độ đó. Thông qua nhân vật Điền và hình ảnh ánh trăng lừa dối, nhà văn đã vạch rõ một hiểu lầm của không ít các văn nghệ sĩ lúc bấy giờ. Họ cho rằng phải là ánh trăng lừa dối thì nghệ thuật mới đích thị là nghệ thuật. Trong văn chương của các nhà văn này, mọi thứ đều đẹp, đều thơ mộng. Những cô gái, những người đàn bà thơ mộng, mặc áo lụa xanh, ngã tấm thân mềm trên chiếc ghế xích đu và đưa đẩy đôi chân thưởng thẹo. Với những mối tình thơ mộng diễn ra trong những khung cảnh thơ mộng, theo Nam Cao, thứ văn chương lời đẹp, ý thanh cao, chứa đựng những tình cảm đầy thơ mộng đó, chẳng những không hiện thực mà giả dối, ích kỷ, vì ít nhiều có tính chất hưởng lạc. Bởi vậy thông qua Điền, nhà văn nói tiếp, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng kêu đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. Đây mới là điều cơ bản của quan niệm đúng đắn và sâu sắc về nghệ thuật của ông. Tiếng đau khổ, kiếp lầm than là âm thanh và hình ảnh thể hiện cô động, nỗi thống khổ, rên xiết của quần chúng đói nghèo, bị bóc lột và chà đạp tàn tệ trong một xã hội áp bức, đầy rẫy bất công và bất hạnh lúc ấy. Nhà văn đòi hỏi nghệ thuật phải trở về với đời sống hiện thực, mà hiện thực to lớn nhất đương thời, ai cũng biết. Đó là nỗi lầm than, đau khổ của hàng triệu nhân dân lao động đói nghèo. Nghệ thuật đích thị là nghệ thuật, nói cách khác là nghệ thuật chân chính, theo Nam Cao. Phải cảm thông được để phản ánh và tái tạo lại một cách chân thực, cụ thể và sinh động, bằng hình tượng văn chương, nỗi khốn khổ của nhân dân lao động. Nghệ thuật phải vì lớp người dưới đáy xã hội lúc bấy giờ mà lên tiếng. Như vậy, tác giả truyện ngắn Trăng Sáng đòi hỏi nghệ thuật phải tái hiện chân thực đời sống. Nói cách khác là phải dị nhân sinh. Nhà văn do đó không cần phải đi đâu cả, hãy cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những gian động của đời. Có như vậy, nghệ thuật mới có tính nhân văn sâu sắc. Hình ảnh, sáng sớm sau, Điền ngồi viết, giữa tiếng con khóc, tiếng vợ quát, tiếng người léo xéo đòi nợ, tiếng chửi của người hàng xóm mất gà đêm qua. Khép lại truyện ngắn này, cũng là một lời khẳng định thầm lặng mà mãnh liệt của nhà văn về điều mà ông đã phát biểu. Lời tuyên ngôn nghệ thuật của Nam Cao mà chúng ta vừa tìm hiểu cho thấy, ông gắn bó rất sâu sắc với nhân dân lao động. Quan điểm nghệ thuật của ông ở đây là quan điểm nghệ thuật hiện thực, mà cũng là quan điểm nghệ thuật nhân đạo, nghệ thuật dị nhân sinh. Là người cầm bút có ý thức trách nhiệm, có lương tâm, nhà văn không thể dửng dưng trước bao nỗi khổ đau của đồng loại. Nghệ thuật chân chính là phải phản ánh nỗi khổ đau đó. Là một nhà văn hiện thực lớn, Nam Cao luôn thể hiện qua các tác phẩm đặc sắc của mình một cái nhìn nhân đạo cảm thông sâu sắc với tiếng đau khổ, thoát ra
từ những kiếp lầm than. Đặc biệt, qua truyện ngắn Trăng Sáng, người đọc đã bắt gặp một lời tự kiểm chân thành đầy tâm huyết của ông. Một nhà văn Tiểu Tư Sản đã tự nguyện từ chối con đường nghệ thuật lãng mạn, thoát ly hiện thực, hưởng lạc, để trở lại gắn bó thủy chung với quần chúng lao động lầm than, vì họ mà cầm bút. Trong thế giới nghệ thuật của Nam Cao, người ta thấy vắng bóng những chàng, nàng và tiểu thư, công tử, những khung cảnh thơ mộng huyền ảo của đêm trăng bờ hồ, bãi biển. Người ta chỉ tìm được nơi đây những chí xèo, lan rận, lão hạt, cùng khổ, đói rách, bị xã hội chà đạp, có kẻ bị cướp cả nhân tính lẫn nhân hình, hay là những hộ, những thức, những sang, không sao thoát được một cuộc sống mù xám, cứ mốc lên, rỉ đi, mòn ra, mục ra, hay là những hắn, y, thị, có bộ mặt không chơi được, hoặc nhăn nhó, xấu xí, dữ dằn, phải giàu lòng nhân ái với một tấm lòng đầy yêu thương đối với người lao động, cả nông dân và trí thức đó. Những con người đang bị chà đạp, xúc phạm, nhà văn mới nghe rõ được tiếng kêu thương đau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than của họ. Bằng một đôi mắt quan sát tinh tường, đặc biệt hơn là bằng một trái tim mẫn cảm, chan chứa yêu thương, Nam Cao đã đưa những con người khốn khổ đó vào những trang viết bất hủ của mình để gửi lại cho đời sau. Tóm lại, câu nói của Nam Cao thông qua nhân vật Điền trong truyện ngắn Trăng Sáng, tuy không lý lẽ hùng biện nhưng rất thuyết phục. Nhà văn đã nói lên được những suy nghĩ thấm thía và những sâu sắc của một người cầm bút trung thực, đã cố vượt lên mình để vươn tới một nghệ thuật chân chính. Đây là một quan điểm nghệ thuật đúng đắn tiến bộ, có ý nghĩa chiến đấu tích cực đối với nhiều khuynh hướng văn học lãng mạn tiêu cực đương thời. Với tuyên ngôn nghệ thuật của mình, Nam Cao đã chỉ rõ, cội nguồn của nghệ thuật chân chính phải là đời sống xã hội. Chỗ đứng của người cầm bút trong một xã hội đầy rẫy bất công áp bức phải là ở phía quần chúng lao động đói khổ, lầm than. Nhà văn phải vì họ mà sáng tác, vì họ mà khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có. Đây đúng là một tiếng nói chân tình của một nhà văn đầy trách nhiệm, và như đã nói, có một đôi mắt quan sát tinh tường, và đặc biệt hơn, có một trái tim mẫn cảm, chan chứa yêu thương, luôn nhạy cảm với mọi nỗi đau nhân thế. Đề 17. Trong truyện ngắn Đời Thừa, 1943, Nam Cao viết, văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có. Phân tích một sáng tác của Nam Cao trước cách mạng để làm rõ những nỗ lực đào sâu, tìm tòi, sáng tạo mới mẻ của nhà văn. Bài tham khảo: Nam Cao là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực phê phán Việt Nam ở thời kỳ phát triển cuối cùng 1940-1945. Là một thầy giáo tiểu học nghèo nơi thành thị, ông đến thẳng với nhân vật và người đọc bằng một tấm lòng. Tấm lòng ấy được nuôi dưỡng và lớn lên trong những cảnh đời nghèo khổ. Sự nghiệp sáng tác của ông thực sự là một quá trình tìm tòi sáng tạo và khám phá. Qua các tác phẩm của ông, người đọc có thể nhận thấy những băn khoăn day dứt, những vật giả trăn trở của một nhà văn tâm huyết với nghề, với đời. Trong truyện ngắn Đời Thừa 1943, Nam Cao đã chính thức khẳng định quan điểm của mình đối với văn chương nghệ thuật về trách nhiệm của những người cầm bút. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho.
văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Nhà văn quan niệm, muốn đến giới văn chương nghệ thuật cần phải biết tìm tòi, biết đào sâu suy nghĩ, biết sáng tạo những điều mới mẻ. Văn chương không chấp nhận, không dung nạp những gì công thức sáo mòn. Nhà văn ví nó như một người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Sản phẩm sẽ rất đẹp, rất hoàn chỉnh nhưng thiếu sự sáng tạo. Nó chỉ mang vẻ đẹp của sự gọt giũa cầu kỳ, mà thiếu hẳn vẻ sinh động muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Cái đẹp của sản phẩm đó chỉ tồn tại được một thời là may lắm. Cuộc sống xung quanh ta luôn sôi động với đầy đủ mọi sắc màu, phong phú và đa dạng. Văn chương sẽ trở nên sinh động, giàu sức sống biết bao. Nếu nhà văn thực sự khao khát, sáng tạo và khám phá. Nhà văn Nam Cao cho rằng, những tác phẩm có sự sâu sắc, mới mẻ đó mới là những tác phẩm văn chương có ích cho đời, cho người, mới được người đọc chấp nhận. Văn chương dung nạp và sẽ sống được lâu dài cùng thời gian. Để có được sự dứt khoát trên quan điểm đó, nhà văn Nam Cao đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh về tư tưởng khá gay gắt. Ông sáng tác rất sớm và có thơ, truyện kịch đăng báo từ những năm 1936. Nhưng càng về sau, người thanh niên tiểu tư sản trẻ tuổi đó mới càng nhận thức được nhiều điều mới lạ từ hiện thực cuộc sống. Xã hội Việt Nam thời kỳ 1930-1945 là xã hội thực dân nửa phong kiến. Quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp làm cho sự phân hóa giai cấp ngày càng trở nên sâu sắc. Trong xã hội ấy, đồng tiền ngự trị tất cả. Trong xã hội kim tiền ấy, người với người đối xử với nhau như chó sói. Một xã hội chó đẻo theo Vũ Trọng Phụng. Với những tên thống trị đểu giả, vô nhân và những con người bé nhỏ đáng thương. Nam Cao chỉ là một nhà văn mảnh khảnh thư sinh, ăn nói ôn tồn, mỗi lúc một đỏ mặt mà kỳ thực mang trong lòng một sự phản kháng mãnh liệt, theo Nguyễn Đình Thi. Ông là người hay băn khoăn về vấn đề nhân phẩm, về thái độ khinh trọng đối với con người. Ông thường dễ bất bình trước tình trạng con người bị lăng nhục chỉ vì đày đọa vào cảnh nghèo đói cùng đường. Theo Hà Minh Đức, chân dung văn học. Chính vì vậy, nhà văn đã dứt khoát trở về với cuộc sống thực tại. Nhà văn tự nguyện sẽ đứng trong lao khổ, mở hồn ra mà đón lấy những gian động của cuộc đời. Sự nghiệp sáng tác của ông chỉ thực sự bắt đầu từ những năm 1941 với truyện ngắn Chí Phèo. Ngòi bút của ông đã vượt qua được những non nớt ban đầu. Ông sáng tác theo phương pháp hiện thực phê phán, mà quan điểm mỹ học của nó là nghệ thuật dị nhân sinh, với thái độ khách quan chủ nghĩa. Ông hướng nghệ thuật vào cuộc sống hiện tại của xã hội, của nhân dân mà phản ánh, phanh phui, bình giá và phán xét. Những tư tưởng của dòng văn học lãng mạn vẫn xuất hiện trong tác phẩm của ông, nhưng luôn có sự đối chiếu so sánh với ý tưởng của văn học hiện thực phê phán. Và qua đó, ông lại một lần nữa khẳng định sự tiến bộ, đứng đắn của phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa, bằng lòng với sứ mệnh đã chọn của mình. Đào sâu, tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có. Đời thừa. Qua những truyện ngắn của ông mà tiêu biểu là Nước mắt, Đời thừa, Trăng sáng, Sống mòn, người đọc không khỏi trân trọng, cảm phục và kính trọng ông, một nhà văn đầy tài năng và tâm huyết. Ông đã không chịu việc làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, mà luôn trăn trở trước ngòi bút của mình. Đặc biệt, điều mà ai cũng nhận thấy, đó là những nỗ lực vô cùng lớn lao của nhà văn trong quá trình sáng tạo
tìm tòi sự mới mẻ cho nghệ thuật. Trong đời thừa, Nam Cao đã phát biểu chính kiến của mình về mục đích dương tới của văn chương. Một tác phẩm thật có giá trị, nó phải vượt lên mọi giới hạn và bờ cõi. Nó ca tụng tình thương, lòng bác ái, sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn. Cũng chính vì vậy nên nhà văn trở nên thù ghét những sách phù phiếm, nguyền rủa cái văn chương thi dị hóa cái khổ của bọn nhà văn tư sản. Nguyễn Đình Thi. Trong thời kỳ trước cách mạng, sáng tác của Nam Cao tập trung vào hai đề tài chính: người trí thức tiểu tư sản nghèo và người nông dân. Ở đề tài về những người tiểu tư sản nghèo thành thị mà chúng ta có thể thấy một phần nguyên mẫu của chính Nam Cao. Ông đã đi sâu vào miêu tả những bi kịch chết mòn về đời sống tinh thần của họ, với những quằn quại đau đớn về tâm hồn. Nhà văn thấy được những vật giả quằn quại của những người trí thức tiểu tư sản nghèo. Chao ôi, cuộc sống như chúng ta đang sống đây đã thật có gì cho ta đáng vui chưa? Người ta ghét nhau hoặc yêu nhau, nhưng bao giờ cũng làm khổ nhau cả. Tại sao vậy? Đau đớn thay cho những kiếp sống khát khao muốn lên cao, nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất. Cái lối sống quá ư loài vật, chẳng còn biết một việc gì ngoài cái việc kiếm thức ăn đổ vào dạ dày. Thứ sống mòn. Nhưng có lẽ trong truyện ngắn Trăng Sáng, nhà văn Nam Cao đã biểu hiện tập trung và đầy đủ nhất cuộc đấu tranh gay gắt về tư tưởng của mình, thể hiện một đôi mắt tiến bộ và đầy nhân ái. Truyện kể về nhân vật Điền, một giáo khổ trường tư, vì thất nghiệp nên trở về quê với gia đình. Một gia đình nghèo khổ, lam lũ và nheo nhóc, với hai đứa con bé dại, người vợ luôn cau có và eo xèo về tiền nong, gạo nước. Điền trở về với tài sản là mấy chiếc ghế mây đã cũ, vật thay thế những đồng tiền lương ít ỏi. Vì một lẽ đơn giản là chính ông hiệu trưởng cũng chẳng còn tiền nữa. Điền còn trở về với một dự định tốt đẹp. Đó là hy vọng, hoài bão mà Điền ôm ấp từ lâu. Văn chương. Điền muốn sáng tạo vì cái đẹp, và trong đầu Điền vang lên những ý tưởng đẹp đẽ. Nó giống với suy nghĩ của Hộ trong đời thừa. Đói rét không nghĩa lý gì đối với một gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp, đầu hắn mang một hoài bão lớn. Đối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả. Ngoài nghệ thuật ra, không còn gì đáng quan tâm nữa. Điền hăm hở vì dự định tốt đẹp của mình, mang những chiếc ghế mây ra sân ngồi ngắm trăng, trong đầu nảy ra biết bao hình ảnh thơ mộng và lãng mạn. Điền lấy làm bực mình trước người vợ quê mùa. Thấy trăng sáng thì nghĩ ngay rằng đỡ tốn mấy xu dầu lạc. Điền nghĩ tới những cô gái đẹp, chỉ ăn chơi nhàn nhã và chăm sữa thịt da. Điền nghĩ tới những mối tình thơ mộng và lãng mạn, những cô gái ngồi dưới bóng mát cây xanh, đu đẩy đôi chân thưởng thẹo. Thế nhưng đột nhiên, tiếng con khóc, tiếng vợ đay nghiến, quát lác, kéo Điền trở về với cuộc sống thực tại đầy phũ phàng. Thoạt tiên, anh bực tức và chán ngán. Anh muốn rời bỏ tất cả những gì đau khổ của cuộc sống, tìm đến những nơi yên tĩnh và thơ mộng để sáng tác. Nhưng cuối cùng, anh chợt mềm lòng và nhận ra tất cả. Ánh trăng đang tỏa sáng, đang rắc vàng rắc bạc trên khắp thế gian kia. Thật đẹp đẽ và thơ mộng. Nó là cái đẹp mà con người luôn dương tới và khát khao. Nó là sự bắt đầu của cảm hứng bao nhà thi sĩ. Trăng là cái liềm vàng giữa đống sao. Trăng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời. Trăng tỏa mộng xuống trần gian. Trăng tuôn suối mát để những hồn khát khao ngụp lặng.
trăng ơi trăng. Thế nhưng cái đẹp ấy có phải là nội dung, là đối tượng miêu tả chủ yếu lúc này không? Nhà văn viết tiếp. Chao ôi, trăng đẹp lắm, trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong những căn lều mát mà trăng làm cho bề ngoài trở nên cũng đẹp. Biết bao người quằn quại, nức nở, nhăn nhó tới những đau thương của kiếp mình. Biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa. Biết bao cực khổ và lầm than. Chao ôi, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối. Không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp sống lầm than. Nam Cao đã nhận ra rằng hiện thực đau khổ kia đối lập ghê gớm với những cái đẹp, cái mơ mộng của con người. Nếu nhà văn vẫn tiếp tục đem gấm dốc phủ lên trên xã hội đã điêu tàn, thì thực chất đó chỉ là một sự giả dối, lừa dối mình và lừa dối người. Nhân vật Điền đã ngồi giữa tiếng con khóc, vợ quát, tiếng chửi bới, để viết nên những tác phẩm ngược hẳn với dự định ban đầu. Đó là sự thức tỉnh đáng quý của lương tâm một con người có trách nhiệm trước xã hội, thực tâm mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn. Nam Cao là nhà văn cũng xuất thân từ tầng lớp trí thức tiểu thư sản nghèo, nên ông rất hiểu họ. Họ là những người luôn luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp, có ích cho xã hội. Nhưng do ở vị trí bấp bênh của tầng lớp trung gian, chưa tìm ra chỗ dựa trong quần chúng và cũng không tin vào quần chúng, nên luôn bất mãn với đời và cảm thấy bất lực. Con người đó phải chịu đựng một sự day dứt thường xuyên và đành rơi vào cảnh sống mòn một cuộc đời thừa. Họ chưa thể giải quyết những bi kịch cho chính mình, nên cũng chưa thể giải quyết những bi kịch của nhân dân. Từ sự thông hiểu và thông cảm với cuộc sống và tâm tư, tình cảm thuộc về bản chất giai cấp của mình, nhà văn Nam Cao đã sáng tạo những truyện ngắn có giá trị sâu sắc. Những nhân vật của ông hết sức sống động, và đọc xong tác phẩm, người đọc có thể nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt. Sở dĩ như vậy là vì những nhân vật của ông thường có cá tính đậm nét, nó thực hơn cả nhân vật thực, từ suy nghĩ, hành động đến diễn biến tâm lý. Cách kể chuyện và dẫn dắt của ông cũng rất đặc biệt. Giọng văn lạnh lùng mà ẩn chứa những tình cảm nhân đạo thiết tha. Ông đã viết rất sâu sắc và sinh động về bi kịch sống mòn của những trí thức tiểu tư sản giai đoạn 1940-1945, cho chúng ta ngày nay thấy lại được cuộc đời sống dở chết dở mang đậm nét bi hài theo xuân diệu của những người đó. Những truyện ngắn về đề tài người nông dân của ông cũng có giá trị rất lớn, trong đó được đánh giá xuất sắc tiêu biểu là tác phẩm Chí Phèo. Chỉ nêu một ý nhỏ, ta cũng có thể thấy được sự mới mẻ, sáng tạo của nhà văn, trong khi đi tìm, khai thác cuộc sống xã hội những năm 1940-1945. Chỉ khi Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra từ trang sách, người ta mới nhận rằng đây là một hiện thân đầy đủ của người dân thuộc địa, bị giày xéo, hủy hoại cả nhân hình và nhân tính. Chị dậu bán con bán chó, bán sữa, nhưng chị còn được là người. Chí Phèo bán cả diện mạo và linh hồn để trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Đặt bên cạnh dòng văn học lãng mạn, ta thấy Nam Cao có sự tiến bộ, tuy chưa đến được với cách mạng. Dù sao, ta cũng rất trân trọng nhà văn tâm huyết với nghề, với đời, biết khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có. Sự nghiệp của ông sẽ mãi mãi sống cùng bạn đọc, có giá trị lớn trong nền văn học dân tộc. Bài làm của Đặng Thị Lan Hương
trường trung học phổ thông Năng Khiếu, Bắc Thái. Đề 18. Phân tích tấn bi kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ qua nhân vật Hộ trong truyện ngắn Đời Thừa của Nam Cao. Bài tham khảo. Nếu trong Chí Phèo, Nam Cao đã phản ánh số phận của người nông dân nghèo khổ, bị bóc lột đến nỗi bị hủy hoại cả nhân tính lẫn nhân hình, thì trong Đời Thừa, nhà văn này đã đề cập tới tấn bi kịch của người trí thức nghèo trong xã hội cũ qua nhân vật Hộ. Một nhân vật phản ánh quan niệm sáng tác và bộc lộ bản chất của người nghệ sĩ theo lý tưởng của chính ông. Do đó, phân tích tấn bi kịch của nhân vật Hộ, ta sẽ hiểu được tư tưởng độc đáo và mới mẻ, những vấn đề có ý nghĩa xã hội và nhân sinh to lớn mà nhà văn đã đặt ra. Truyện ngắn Đời Thừa đăng trên Tiểu Thuyết thứ 7 ở Hà Nội, số 490, ra ngày 4 tháng 12 năm 1943, là một trong số những truyện ngắn đặc sắc tiêu biểu nhất của nhà văn Nam Cao trước cách mạng. Nhân vật chính của truyện ngắn này là Hộ, một nhà văn. Có người cho đây chính là hình ảnh của bản thân tác giả, cũng như những người trí thức nghèo khác. Hộ khao khát cuộc sống có ý nghĩa bằng một sự nghiệp lao động sáng tác và có ích cho xã hội. Nhưng rồi rốt cuộc chỉ vì cơm áo không đùa với khách thơ, chỉ vì nặng gánh của sinh kế gia đình, mà anh phải sống một cuộc sống vô nghĩa, vô ích. Một đời thừa rơi vào tình trạng bi kịch tinh thần đau đớn dai dẳng không lối thoát. Khi vào đời, Hộ đã ấp ủ một hoài bão lớn như đã nói. Tuy phải sống cực khổ, nhưng anh vẫn sẵn sàng tự nguyện hiến dâng đời mình cho nghề cầm bút. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả. Ngoài nghệ thuật, không còn điều gì đáng quan tâm hơn nữa. Hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm, nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác ra cùng một thời. Đây không hề là sự thèm khát hư danh của một phàm phu tục tử, mà chính là niềm khao khát tự khẳng định mình trước cuộc đời của một cá nhân có ý thức về bản thân mình, về giá trị sự sống. Không muốn sống một cách mờ nhạt vô danh, vô nghĩa và vô ích. Đối với Hộ, nghệ thuật là tất cả. Tuy nhiên, đó không phải là quan điểm nghệ thuật dị nghệ thuật, là thái độ thoát ly vô trách nhiệm đối với cuộc đời, mà đây chính là một niềm say mê mãnh liệt đến độ quên mình của một con người khát khao sống có lý tưởng. Hãy nghe mơ ước của anh về một tác văn chương thật giá trị, mà có lần trong lúc cao hứng, anh đã nói lên giữa bạn bè. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca ngợi lòng thương, tình bác ái, sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn. Đây đúng là một quan điểm tiến bộ về văn chương thể hiện lập trường nghệ thuật dị nhân sinh của Hộ, mà cũng là của Nam Cao. Mê văn, Hộ xem văn chương như là niềm vui to lớn không thể có một thứ lạc thú vật chất nào có thể so sánh nổi. Anh khẳng định với Từ, vợ mình, tôi mê văn quá nên mới khổ. Ấy thế mà tuy khổ thì khổ thật, nhưng thử có người giàu bạc dạng nào thuận đổi lấy cái địa vị của tôi, chưa chắc tôi đã đổi. Đúng là với anh, văn chương là lẽ sống, là lý tưởng của đời mình. Nhưng cái thời đói rét không có nghĩa lý gì đối với một gã trẻ tuổi say mê lý tưởng, đã chìm khuất đi nhanh chóng. Hoài bão lớn, lý tưởng đẹp đẽ mà Hộ say mê ấp ủ cương quyết đạt tới ấy, đã không sao thực hiện nổi. Vì sao? Chỉ vì từ lúc ghép cuộc đời Từ vào cuộc đời mình, anh đã có những lo lắng liên miên về vật chất, những tận dụng tạp nhạp vô nghĩa lý của cả một gia đình mà anh phải chăm lo. Nếu trước đây anh hết sức khinh thường đồng tiền, thì ngược lại giờ đây anh phải ra sức tìm mọi cách để kiếm tiền. Nếu trước đây Hộ viết thận trọng, chỉ kiếm được vừa đủ, thì giờ đây anh buộc phải cho in những cuốn sách viết cẩu thả, những bài báo viết vội vàng để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Đây chính là điều đau khổ, xấu hổ, nhục nhã đối với Hộ. Là một nhà văn có hoài bão lớn, có lý tưởng đẹp, hơn ai hết, anh hiểu rõ. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa ai có. Thế mà giờ đây, chỉ vì cơm áo ghì sát xuống, anh đã phải viết toàn những cái vô vị nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ,
rất nông, diễn một vài ý rất thông thường, quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Ngay chính anh, Hộ, mỗi lần đọc lại văn mình, cũng phải đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng dò nát sách mà mắng mình như một thằng khốn nạn. Vì sao? Vì đối với anh viết dễ dãi, cẩu thả là điều bất lương, đê tiện, không thể nào tha thứ được của người cầm bút chân chính. Đây chính là tấn bi kịch tinh thần đau đớn của Hộ, một con người vẫn khao khát làm một cái gì để nâng giá trị đời sống của mình, mà kết cục chẳng làm được cái gì, chỉ những lo cơm áo mà đủ mệt. Dưới ngòi cầm bút sắc sảo, nhà văn đã để nhân vật tự phơi bày bao dằn vặt đau đớn tủi nhục dây dứt của mình, của một kẻ phải sống như một người thừa, một kẻ vô ích, tuy vẫn muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, có ý thức nâng cao giá trị đời sống của mình bằng một sự nghiệp lao động sáng tạo nghiêm túc, hữu ích cho cuộc đời và được cuộc đời công nhận. Nhưng tấn bi kịch tinh thần đau đớn của Hộ đâu chỉ có thế. Miếng cơm manh áo của cuộc sống đời thường khắc nghiệt không chỉ đẩy anh xa rời con đường nghệ thuật chân chính như đã phân tích, mà còn khiến anh tha hóa. Hộ đã trở nên cao có gắt gỏng với vợ con, với cả chính mình, để rồi có những hành động vũ phu vi phạm vào nguyên tắc sống tình thương cao cả của chính anh. Thật vậy, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã làm xói mòn dần nhân cách, khiến anh trở thành một con người khác lúc nào cũng chất chứa một tâm sự u uất, mắt chan chứa nước, mặt hầm hầm, muốn rời bỏ căn phòng ngột ngạt để vùi đầu vào những cơn say. Từ những dòng chữ sắc sảo của nhà văn đã hiện lên một bóng dáng Hộ hết sức bê tha dữ tợn. Đôi lông mày rậm của hắn châu đầu lại với nhau và hơi hết lên một chút. Cái mặt hốc hác ấy nghiêng nghiêng bên trên quyển sách trông khắc khổ đến thành dữ tợn. Hộ, một con người đã từng đề ra một lẽ sống cao cả cho mình, kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình. Đau đớn thay, đã phải nghĩ đến câu nói của một nhà triết học phương Tây: phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. Hộ, con người có tâm hồn nhân hậu, có lượng bao dung và lòng vị tha dường ấy, đau đớn thay, đã nhiều lần trút lên đầu vợ con nỗi uất ức khôn nguôi của mình. Anh đối xử thô bạo, tàn nhẫn với vợ con, xem họ như những kẻ thù phải tống cổ đi cho bằng hết. Tôi đuổi tất, không chừa một đứa nào, kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất, mấy đứa kia đều đáng giật một nhát cho chết cả. Thế mà sau những cơn say, lúc tỉnh lại, Hộ lại hối hận, nhìn ra sự quá đáng của mình. Anh bẽn lẽn, kêu mình đã quá chén, xin lỗi vợ và hôn hít các con. Nội tâm của anh lúc này hết sức phức tạp. Khi vừa mới có tiền, Hộ muốn đãi vợ con một bữa. Thế mà khi gặp bè bạn, hưng phấn, anh đã quên ngay dự định của mình, dốc cạn tiền vào cuộc rượu lại say và lại đánh vợ. Cứ như vậy, luôn có sự giằng xé chất chồng bao mâu thuẫn giữa lý tưởng cao cả với thực trạng phải viết dội vàng cẩu thả để kiếm tiền, giữa lẽ sống tình thương với những hành động chà đạp lên tình thương, đẩy anh vào một bi kịch tinh thần đau đớn, cùng đường không lối thoát. Hộ đã khóc, nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh, và hắn khóc. Chao ôi, hắn khóc. Hắn khóc nức nở, khóc như không thể không ra tiếng khóc. Đó là tiếng khóc của một con người rơi vào chỗ bế tắc, khám phá và phân tích tấn bi kịch tinh thần đau đớn của người trí thức nghèo này. Nam Cao đã tố cáo và lên án cái xã hội đương thời, cái xã hội đã tước đi ý nghĩa cuộc sống của những tâm hồn cao đẹp chan chứa bao khát vọng sáng trong và lẽ sống cao quý của con người. Không những thế, qua đây, nhà văn còn nêu lên những quan điểm nghệ thuật mới mẻ, tiến bộ, đầy tính nhân văn của mình. Tóm lại, thông qua số phận đầy tính bi kịch của Hộ, nhà văn Nam Cao đã đặt người trí thức cầm bút trước những thử thách dữ dội, tàn nhẫn của sự đói nghèo, trước nỗi lo cơm áo cực nhục hàng ngày, đã phải buộc lòng bán cả ngòi bút chân chính của mình để sống một cuộc sống vô nghĩa, vô lý, vô ích của một cuộc đời thừa bế tắc không lối thoát. Có thể xem đây là một tiếng kêu trầm thống,
đòi hỏi phải thay đổi cái cuộc sống ngột ngạt ấy đi để cứu lấy sự sống, sự dằn vặt trong cuộc sống nội tâm của nhà văn Hộ. Ở đây, phải chăng chính là những trận bão lòng của Nam Cao trước hiện thực xã hội ngột ngạt đương thời 1930-1945. Đề luyện tập sau cơn say, khi nhớ lại những hành động thô bạo của mình đối với vợ. Hộ, trong đời thừa của Nam Cao, đã ân hận nhận mình là một thằng khốn nạn. Nhưng Từ không công nhận điều đó. Từ nói, không, anh chỉ là một người khổ sở. Chính em, vì em mà anh khổ. Tại sao vì Từ mà Hộ khổ? Nỗi khổ của Hộ gợi cho em những suy nghĩ gì về thân phận người nghệ sĩ nghèo trong xã hội cũ? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.